Mời ngựa ăn phở bò. Sao hôm nay chợ yên bình thế nhỉ? Mình phải làm gì đó khuấy đảo cái chợ này lên mới được. Dừng lại! Cứu với! Thằng chú Thậm kia! Chú Thậm, anh làm cái trò quái quỷ gì thế? Tôi có làm trò gì đâu. Tôi vừa đi tới, con ngựa đã nhảy lên rồi. Thật là con ngựa bất tham. Anh còn dám mở miệng nói như vậy à? Anh hãy mau chạy lại, thu dọn đồ cho mọi người đi. Tại sao tôi phải nhặt? Là do con ngựa của anh thì anh phải nhặt chứ. Đúng là đồ khốn. Còn anh không sao chứ? Lần sau phải cẩn thận nha. Trời ơi, mùi phở ngon quá. Chuyện quán này nổi tiếng ngon và sạch sẽ nhất khu chợ này đấy. Cho một tô phở nhiều rau nha. Có ngay. Mời anh. Trời ơi, chủ quán đâu? Ra đây ngay. Có chuyện gì vậy anh? Hãy gọi ông chủ ra ngay. Tôi không nói chuyện với anh. Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh và nói với tôi. Nhìn đi, các anh làm ăn như thế này à? Xin anh rõ miệng chút. Đây chắc là sơ suất của mấy đứa nhỏ. Anh đừng nói ra, kẻo chúng tôi mất hết khách. Xin anh nha. Tôi sẽ hậu tạ anh bằng một bữa sáng khác và miễn phí. Xem nào. Thôi được, tôi cũng không muốn phá công việc làm ăn của ông. Lần sau ông nhớ dặn bọn nhỏ làm ăn cho cẩn thận vào. Dạ, cảm ơn anh. Anh làm ăn kiểu gì đấy hả? Hôm nay anh ta mà nói ra thì có phải chết cả lũ không? Ông không biết là anh ta rất nhiều trò sao? Chính anh ta bỏ sâu vào. Chứ nhà mình làm gì có con sâu to như thế mà lại còn sống chứ. Tức thật, vậy mà mình không nghĩ ra ngay. Nhưng hắn là con của người quản lý chợ. Hắn bày trò, làm biết bao người khổ sở, mà có ai dám động vào hắn đâu. Cầu trời, có người dạy cho hắn một bài học. Đây anh bạn, vào đây ăn sáng cùng tớ đã. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi vội lắm. Vội gì mà vội, mấy khi có dịp được gặp nhau. Vào đây ăn bát phở đi, tôi chiêu đãi mà. Rất cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng quả thật là tôi đã ăn sáng rồi. Này anh bạn, tôi có hỏi anh đâu. Tôi hỏi con ngựa đấy chứ. Anh không thấy tôi nói với nó hay sao mà trả lời tôi thế? Tôi biết ngay mà. Hắn lại giở trò làm nhục người khác. Lần này thì hắn xúc phạm thuật thái quá mà. Phải có ai trừng trị hắn ta chứ nhỉ. Không thể cứ mãi thế này được. Chẳng lẽ cứ để hắn lên mặt làm nhục mình mãi? Thật không thể chấp nhận được. Hay là mình chửi cho hắn một trận. Nhưng nhỡ đâu hắn lại nói tôi đang nói chuyện với con ngựa. Ai bảo anh chen ngang thì mình thật xấu hổ hơn. Mình sẽ có cách. Đầu ngu, khi đi ra chợ ta hỏi mày có bạn ở chợ không, vậy mà mày dứt khoát bảo là không. Đã bảo không có bạn, sao có người mời mày ăn phở hả? Đáng đời, phải thế chứ. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, nếu bạn có thể đạt tới cảnh giới không quan tâm thì thật tuyệt vời. Còn nếu muốn phản kích thì tốt nhất nên phản kích một cách lịch sự, khiến đối phương chưa đánh đã thua. Sống sót. Thật là thảm cảnh. Tai nạn xảy ra ngay trong vùng biển của ta, mà ta chẳng thể làm được gì. Mà thôi, cũng phải lại đó xem sao. Chúng ta thật may mắn đã thoát chết.
Nhưng giữa biển nước mênh mông này biết về đâu? Giờ sống chết thôi, đành phó mặc cho số phận vậy. Đường vào đất liền còn rất xa. Ta rất muốn cứu sống các người, nhưng sức ta chỉ có thể đưa được hai người vào đất liền thôi. Một người đành phải ở lại chốn này. Làm ơn cứu tất cả chúng tôi. Sức ta có hạn, các ngươi phải bàn bạc đi. Chỉ có hai người trên con thuyền này được sống. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Nếu còn chần chờ thì cả ba người sẽ cùng chết. Tôi là giám đốc một doanh nghiệp lớn. Tôi đang phải lo cuộc sống cho hàng ngàn công nhân và gia đình họ. Tôi nghĩ mình là người xứng đáng được sống nhất. Tôi là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng. Tâm nguyện của tôi là đi khắp đất nước mổ tim cho mọi người, nhất là trẻ em nghèo. Hãy cho tôi cơ hội để được tiếp tục làm việc đó. Tôi còn có cha mẹ già, bệnh tật. Ông bà chỉ có mình tôi. Nếu tôi chết đi thì chẳng có ai chăm lo cho họ cả. Tôi phải sống. Tôi. Nếu các người không quyết định được thì hãy tự lo cho mình đi. Ta đi đây. Xin chờ đã. Giờ tôi đã được gặp người thân của mình lần cuối. Vì vậy tôi đã yên tâm rời khỏi con thuyền này. Tôi chưa làm được điều gì có ý nghĩa. Còn bác sĩ và doanh nhân đều là những người mang lại rất nhiều lợi ích cho những người xung quanh. Vậy tôi xin không. Cậu còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Với tấm lòng nhân hậu, cậu sẽ làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Hãy trở về để làm việc đó. Tôi sẽ là người rời khỏi đây. Thời gian không còn nhiều đâu. Các vị quyết định nhanh đi. Ta đã lớn tuổi, vì vậy ta sẽ nhường lại cơ hội cho cậu thanh niên trẻ và cô bác sĩ. Mong hai người sẽ làm được nhiều việc hữu ích để giúp đỡ mọi người. Các vị vẫn chưa thảo luận xong ư? Đừng nhiều lời nữa, hãy quyết định mau lên. Hãy để tôi ra đi, tôi mới là người nên ra đi. Cứ để tôi rời khỏi đây. Cá voi bị thương rồi phải không? Đúng vậy, nhưng không sao. Giờ thì các vị cũng không ai cần phải rời khỏi con thuyền này nữa. Sao cơ? Cá voi vừa nói gì vậy? Đúng thế, sự vị tha của các vị đã làm lay động trái tim ta. Ta nguyện sẽ mang hết sức lực cuối cùng để đưa quý vị về bờ an toàn. Cảm ơn cá voi đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cá voi. Các vị không cần cảm ơn ta. Chính sự tử tế đã làm chiếc phao cứu giúp các vị. Khi các vị đã bỏ được sự tham lam, chấp giữ, thì con thuyền trên lưng ta bỗng dưng nhẹ bẫng và ta đã đủ sức đưa các vị về bờ. Lòng tốt, sự vị tha luôn giúp người ta có được những kết cục tốt đẹp. Nào, chúng ta đi thôi. Đường về đất liền vẫn còn rất xa. Tình thầy trò và lời hứa. Nhanh lên, không muộn mất thôi. May quá, vẫn còn kịp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học môn văn trước. Các em mở bài trang 25. Làm sao thế? Mãi mà không dỡ sách ra à? Thưa thầy, em để quên sách ở nhà mất rồi. Thôi, em ngồi xuống đi. Hãy nhờ bạn bên cạnh cùng xem sách. Dạ. Thầy Hùng vốn là thầy giáo khắt khe nhất trường. Nhưng ít nhất thật may là hôm nay thầy không bắt phạt gì cả. Lần sau mình phải cẩn thận hơn, không để quên sách và đi muộn nữa. Nam ơi, cậu có nhà không? Liên hả? Cậu đến có việc gì thế? Nam ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo đấy. Tớ đến rủ cậu cùng đến thăm thầy Hùng chủ nhiệm. Đi thăm thầy á, nhưng thầy Hùng hay khắt khe với tớ lắm. Tớ chẳng thích thầy ấy chút nào. Sao thế? Dù gì chúng ta cũng là học sinh lớp thầy mà. Tớ đã có hoa đây rồi, cậu đi cùng tớ đi. Chúng em chúc mừng ngày nhà giáo thưa thầy. Cảm ơn các em vào nhà đi.
ơi, những thùng đồ này là sao thế ạ? Đây là những thùng đồ mà thầy đang sắp xếp. Thầy đang chuẩn bị chuyển công tác dạy học về quê nhà. Thầy nói sao cơ? Như vậy là thầy sắp chuyển đi ư? Vậy còn việc dạy chúng em thì sao ạ? Các em đừng lo lắng. Thầy sẽ bàn giao công việc giảng dạy lại cho thầy Hoàng. Thầy ấy cũng là một thầy giáo tốt. Dù không có thầy, các em vẫn phải chăm chỉ học hành. Và nhớ phải nghe lời thầy Hoàng đấy nhé. Vâng ạ. May là nó vẫn còn ở đây. Mình hay quên quá. Hình như ngày mai thầy Hùng đi rồi. Nhưng thầy Hoàng dạy thay cũng là một thầy giáo ghê gớm. Thế thì mình chẳng thấy thoải mái gì cả. Toàn các thầy giáo khó tính. Thầy Hùng, tôi rất lấy làm tiếc chuyện không may của mẹ thầy. Bác tuổi đã cao rồi, ở nhà lại không có ai chăm sóc. Thầy chuyển về công tác gần nhà cũng phải. Tôi sẽ cố hết sức mình tận tâm với lớp học mà thầy giao phó cho tôi. Tôi biết thầy cũng giống như tôi. Ngoài mặt rất hay tỏ ra nghiêm khắc với học sinh, nhưng trong tâm rất yêu thương chúng, luôn muốn chúng tự giác và chăm chỉ hơn. Có phải thầy đang nhắc đến em Hoàng Nam không ạ? Cậu bé lúc nào cũng đi muộn hay quên đồ, học hành thì chẳng tập trung gì cả. Thầy đang nhắc đến mình sao? Đúng vậy, cậu bé ấy thật vụng về và hay quên. Nhưng tâm tính của Nam rất tốt, Nam luôn được các bạn yêu quý. Vậy nên tôi rất muốn chỉ bảo để Nam trở nên trưởng thành và học tập tốt hơn. Tôi nhớ có lần vì em Nam quên không làm bài tập 3 lần liên tiếp, tôi đã rất giận và yêu cầu em phải viết bản kiểm điểm. Khi nhìn em ấy vừa khóc vừa viết bản kiểm điểm, tôi nhìn thấy cũng thương. Nhưng từ đó về sau, Nam rất chăm chỉ làm bài. Tôi cũng cảm thấy vui mừng. Thầy... Vâng, nhất định tôi sẽ để tâm chăm sóc các em học sinh. Thầy cứ an tâm ạ. Cảm ơn thầy. Thầy hãy giúp tôi chăm lo chỉ bảo các em. Không chỉ mình Nam, mà còn các em học sinh khác nữa. Nhất định rồi. Ôi, các thầy... Các thầy lúc nào cũng quan tâm đến chúng em. Thế mà mình... Thầy ơi! Ai thế nhỉ? Thầy ơi, có phải ngày mai thầy sẽ chuyển trường phải không ạ? Ừ, đúng thế. Mai thầy đi rồi, em ở lại phải cố học hành chăm chỉ và đừng để quên đồ nữa nhé. Thưa thầy, thầy cứ an tâm. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ, không đi muộn và sẽ chú ý, tập trung học hành hơn nữa. Sau này có khi nào gặp lại thầy, nhất định em sẽ trở thành một người trưởng thành và không phải để thầy lo lắng ạ. Thầy sẽ chờ đến khi đó. Gắng học tốt nghe em. Dạ. Em chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ. Sự tích cái chổi. Giá như ngày nào cũng được Ngọc Hoàng mời đến dùng bữa như thế này. Bà đầu bếp của Thiên Đình nấu quá ngon. Tôi cũng ước có được một đầu bếp như thế. Ôi, ngon quá. Ăn thêm tí nữa vậy. Bà ấy lại thế nữa rồi. Bà cứ thế này, Ngọc Hoàng biết được thì sẽ không hay đâu ạ. Ôi dào, nhiều thức ăn thế này. Ăn một chút có sao đâu. Cô cứ bê dần lên đi, tôi ra ngoài lấy ít nước và pha chè. Dạ chào bà, tôi là người giữ ngựa của thần Sét. Tôi qua đây cho con ngựa uống ít nước. Vâng, không sao, ông cứ cho ngựa uống nước đi. Bà để tôi giúp cho. Ông ấy thật tốt bụng. Ờ, được rồi đó, bà xách nước về đi. Vâng, cảm ơn ông. Chẳng hay ông ở đây thì ăn uống, nghỉ ngơi thế nào? À, tôi chỉ ở đây đợi khi nào thần Sét về thì tôi về nhà ăn cơm sao thôi ạ. Vâng, thế tôi vào làm việc tiếp đây. Tôi có ít thức ăn, ông ăn cho đỡ đói. Ồ, tôi không dám nhận đâu. Ông cứ ăn đi, không có sao đâu. Tôi là đầu bếp của Thiên Đình mà.
Ôi, nhìn ngon quá. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn ngon thế này. Bình thường tôi chỉ ăn cơm nấm với uống nước lã thôi à. Vậy từ sau tôi lại lấy thức ăn cho ông nhé. Ấy chết, không cần đâu ạ. À. Bà cho tôi ăn bữa này là được rồi. Không sao đâu mà ông. Bà lại lấy thức ăn đi đâu vậy? Tôi đi ra đây một lúc thôi à. Hôm qua Ngọc Hoàng đã có vẻ nghi ngờ rồi đấy ạ. Làm sao Ngọc Hoàng biết được? Nói chung, việc lấy thức ăn như vậy là sai phạm. Nếu... Tôi là người lấy chứ phải cô đâu nhỉ? Cô hãy làm cho tốt việc của cô đi. Thật là bực mình. Ờ, ông... Bà vẫn lấy đồ ăn trong triều đình ra cho tôi ư? Ừ, tôi... Tôi cảm ơn ý tốt của bà, nhưng từ nay đừng có như vậy nữa. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Những điều sai trái thì không nên. Tôi vừa hái ít đào mang cho bà. Thôi tôi về đây. Cảm ơn Ngọc Hoàng đã đãi tiệc. Ngày lâu ngày mới lên thiên đình chơi, chắc chắn ta phải khoản đãi chu đáo chứ. Ta nghe danh đầu bếp tài ba của ngài đã lâu, nay mới có dịp thưởng thức. Nhiều thức ăn ngon thế này, giờ này chắc ông ấy chỉ ăn cơm nấm. Mời ngài dùng bữa. Vâng, mời ngài. Thức ăn này rõ đã có người động đũa. Tất cả các đĩa đều bị bước đi. Gì cơ? Ta chắc chắn phải trừng trị thích đáng. Hạ thần ngàn lần xin lỗi ạ. Gây tội thì phải xử phạt. Ngươi đã lạm dụng việc công để phục vụ lợi ích riêng của mình. Ta xử phạt ngươi trở thành chiếc chổi chuyên quét dọn, làm sạch thức ăn thừa của Dương Gian. Khoan đã thưa Ngọc Hoàng. Vì thương thần mà bà ấy đã lấy trộm thức ăn, vậy xin Ngọc Hoàng xử tội thần. Thưa Ngọc Hoàng, ông ấy không hề. Là tội do thần thưa Ngọc Hoàng. Hừ, bà ta là thủ phạm, còn ông cũng là tòng phạm. Không ai thoát được tội này. Ta sẽ biến hai ngươi thành chổi, để các ngươi phải làm việc luôn tay và tìm thức ăn trong rác bẩn. Thưa Ngọc Hoàng, họ tuy phạm lỗi nhưng cũng vì tình nghĩa. Với lại xuống dưới đó lúc nào cũng chăm chỉ. Hay chăng người nên giảm bớt hình phạt cho họ? Vậy thì ta sẽ cho chổi nghỉ ngơi vào 3 ngày Tết. Trong 3 ngày Tết, con người sẽ không phải quét nhà. Từ đó, con người trần gian có thêm một vật dụng là cây chổi quét nhà. Tục lệ không quét nhà trong 3 ngày Tết cũng bắt nguồn từ mệnh lệnh của Ngọc Hoàng để cho cây chổi được nghỉ ngơi. Bọn họ đã hối lỗi, chăm chỉ làm việc. Hãy để họ nghỉ làm vào những ngày Tết đầu năm. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Sói già gian ác. Trời, sói! Lạ thật. Sao hôm nay sói không đuổi theo mình nhỉ? Không thể tin được, sói chán thịt rồi sao? Mình phải loan tin vui này cho cả rừng biết mới được. Rằng với lợi chán quá đi mất, là mình không ăn được gì cả, không biết bao giờ mới khỏi đây. Ồ, chào anh sói. Nghe nói anh đã quyết tâm ăn chay. Chúc mừng anh nhé. Cái gì? Ăn chay ư? Anh đừng ngại, chúng tôi biết cả rồi. Chính mắt thỏ trắng thấy anh vứt miếng thịt đi không ăn mà. Tuyệt quá, vậy là từ nay không còn cảnh thú rừng ăn thịt lẫn nhau rồi. Hoan hô sói, hoan hô. Thì ra chúng nó không biết mình bị đau răng. Nhân dịp này, mình phải thân thiện, gần gũi với chúng. Khi chúng không đề phòng, có cơ hội là mình chén luôn. Thật ngại quá, các vị biết cả rồi à. Tôi đã quyết tâm ăn chay rồi, từ giờ chúng ta là bạn nhé. Chà, cuối cùng cũng khỏi rồi, cái bệnh đau răng hành hạ mình cả tháng trời. Phải chiều đãi mình một bữa thật thịnh soạn mới được, bù lại những tháng ngày ăn chay khổ cực.
Chào ôi, món ưa thích của mình đây rồi. Đã lâu lắm rồi mình không được ăn. Ồ, cừu non đấy à. Chào các anh. Các anh cũng ra suối uống nước à? Không được, tự nhiên lũ kia lại xuất hiện. Mình đang được tiếng tốt là hiền lành, không bắt nạt kẻ yếu, làm sao có thể hành động trắng trợn thế? Mình phải nghĩ ra kế để danh chính ngôn thuận ăn thịt nó mới được. À, thì ra là mày. Tại mày làm bẩn con suối nên ở đầu nguồn tao không được uống nước mát. Mọi người chứng kiến nhé, nó như thế có đáng xử tội không? Dạ, không phải cháu. Cháu đang ở chỗ thấp, sao có thể làm bẩn nước ở đầu nguồn của bác được? Nó nói cũng phải. Cuối nguồn thì làm sao làm bẩn nước được? Phải đấy anh sói, chúng tôi đang ở cuối nguồn mà. Bây giờ có bọn kia ở đây, làm sao kiếm cớ ăn thịt con cừu này bây giờ? Con cừu kia, đứng lại. Cháu phải về nhà kẻo mẹ cháu mong ạ. Đang nói chuyện với người lớn mà vô phép thế à? Đấy, mọi người xem nó có láo không? Lão sói hôm nay làm sao thế nhỉ? Cháu à, tao nhớ rồi. Năm ngoái bố tao bị mày mắng, giờ tao phải rửa hận thay cho bố tao. Chắc bác nhầm cháu với ai rồi. Năm ngoái cháu đã ra đời đâu. Thì đúng rồi, cừu non mới được 3 tháng tuổi mà. Chắc anh nhầm rồi. Thôi, bỏ qua cho cháu nó về đi. Mà việc quái gì phải nghĩ này nọ cho mệt. Cừu ngon đã đến tận mồm, còn vong vo làm gì? Thôi, về đi cừu ơi. Về là về thế nào? Tao đang thèm thịt đây. Thế chúng mày vẫn tưởng tao ăn chay à? Ôi. Đúng là mưu mô của kẻ ác. Tội nghiệp cừu non quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.